Xin chào các anh đến với video số 280 của kênh đồ câu Togo Japan nha. Clip sáng nay em gửi đến cho mình một ít phụ kiện nha mấy anh. Có lưỡi câu lóc này, thẹo câu ha, thẹo câu bè nè, thẹo câu bóng đục và có cước lụa Asso nữa nha. Có một vài con máy câu lua và có một con máy xay 7000 nha, cho mình đánh ngâm lăn xê và đánh lục săn hàng vẫn được luôn nha mấy anh. Đẹp keng cho mình nè. Cuối clip thì em sẽ có vài cái cán vợt carbon nha và vài cán vợt phíp cho mình giá rẻ nha. Cán vợt phíp thì nó có kèm mặt vợt gen 8 nha, còn cán vợt carbon thì nó gen 10, không có cái mặt vợt đi kèm nha mấy anh. Cần thì em sẽ lên vài cây cần câu tay nè, có một cây cần lua nha, 4 khúc phíp trắng và một cây cần câu fly nha, câu suối, câu mương, 4 khúc đẹp keng cho mình luôn nha mấy anh, còn túi đầy đủ hết cho mình luôn ạ. Cho rồi em xin lên phụ kiện trước nha. Phụ kiện mà số 1 thì em gửi đến anh đó là lưỡi câu lóc nha. Cái lưỡi câu lóc này thì em ghép combo gồm 6 gói và mỗi gói của nó là 5 lưỡi và mỗi lưỡi là tổng thể 30 lưỡi nha anh. Lưỡi thì có đầu bo tròn và có ngạnh sắc bén cho mình luôn nè, chất liệu thép không rỉ nha. Cái này gọi là lưỡi lóc vuông nha anh, lưỡi lóc vuông. Đấy. Lưỡi này mấy anh vùng miền Tây xài rất là nhiều nha anh, xài rất là nhiều. Cái lưỡi này rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn cho mình luôn nha. Cái thân của cái lưỡi nó tầm khoảng là 1.4 nha mấy anh, 1.4. Bề ngang của nó tầm khoảng là 3 ô ly tập và bề dài của nó là 6 ô nha. Lưỡi rất là to và có ngạnh rất là sắc bén cho mình luôn nè. Đấy. Ngạnh sắc bén luôn nha, lưỡi to, thân to. Cái bô mã số 1 tổng thể 30 lưỡi như này nha, em bán với giá là 100k nha. Mã số 1 100k. Mã số 2 thì em gửi đến với anh đó là thẻo câu bóng đục nha. Ngoài câu bóng đục thì mình câu trê vẫn được à. Lưỡi thì nhỏ cho mình luôn nha, lưỡi size tầm hơn số 7. Lưỡi có ngạnh sắc bén cho mình luôn, bề ngang tầm khoảng là 2 ô ly tập và bề dài tầm khoảng là 1 ô rưỡi tập nha mấy anh, 1 ô rưỡi tập nha và bề ngang là 2 ô ly tập. Combo này thì em ghép gồm 15 dĩ và mỗi dĩ của nó là 2 thẻo, mỗi thẻo 3 lưỡi như này nha mấy anh, mỗi thẻo 3 lưỡi như này ha. Cái này là 2 thẻo nha mấy anh. Combo mã số 2 à, thẻo câu cá bóng đục em bán với giá là 100k nha. 100k cho cái combo 15 dĩ, mỗi dĩ 2 thẻo cho mình ạ. À. Mã số 2 à, 100k mã 2. Mã số 3 thì em có thẻo câu bè mini nha, câu cá tráp, cá hành, cá đối, cá dìa nè mấy anh. Đấy, cái loại này thì nó lưỡi nó rất là nhỏ cho mình luôn ha, vẫn có ngạnh sắc bén à, tầm khoảng size số 4 cho mình nha. Đây, lưỡi này thì để câu cá bầy rất là ok nha, câu bè mini nè, câu tráp hành đối dìa. Một combo gồm 20 dĩ và mỗi dĩ nó là một thẻo chùm 10 lưỡi nha, một thẻo chùm 10 lưỡi ạ. À. Combo mã số 3 em bán với giá là 100k cho cái thẻo này nha, mã số 3 100k mã 3. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là cước lụa Asso nha. Cái loại này rất là chất lượng cho mình luôn nha, rất là mịn và chắc chắn cho mình hơn những loại cước khác nha, rất là dẻo dai cho mình luôn ạ. Cái loại này thì nó còn hợp nha, nguyên siêu chưa qua sử dụng đâu ạ. Nè, đường kính là 0.35mm thì tương đương với là size cước số 5 nha, tại cá 8,3 cho mình luôn. Một cuộn như này gần 600m nha mấy anh, 600m nha. Sợi cước rất là chắc chắn cho mình luôn ha, rất là mịn, dẻo dai, chống sóng dây và chống mài mòn dây cho mình luôn nè. Đấy. Mã số 4 mà cước lụa Asso nha. Đấy, cái màu của nó rất là ok nha. Em bán với giá là 199k cho cái hộp cước này nha mấy anh. Mã số 4 ạ, mã số 4 199k cho cái cước lụa này ạ. Đấy, nguyên hộp như vậy nè mấy anh. Mã số 5. Số 5 thì em có cước tim đai qua, chính hãng nội địa Nhật cho mình luôn. Đường kính 0.3mm à, tải cá 7kg cho mình. Một combo như này thì em ghép 3 cuộn lại với nhau, mỗi một cuộn là 100m, 3 cuộn lại với nhau là 300m, nối liền không có cắt rời nha. Đấy. Nó có cái màu xanh rêu nha mấy anh, nhưng mà màu xanh rêu trong nha. Đấy, xuống nước thì nó cũng khá là tiệp với màu nước nha. Combo mã số 5 mà 300m dây như này nha, em bán với giá là 100k, 100k. Mã số 5 100k. Mã số 6. Số 6 thì em có cước su phí, đường kính 0.4mm, tải cá 14kg cho mình luôn nha mấy anh, mỗi một cuộn là 100m. Thì em ghép combo 3 cuộn lại với nhau là 300m nha. Đấy, 300m nối liền không có cắt rời ra đâu ạ. À. Em bán với giá là 100k nha, mã số 6 ạ, mã số 6 cước su phí. Đường kính 0.4 tương đương với là cước số 6 nha mấy anh. Em bán với giá là 100k 300m dây nha, 100k. Mã số 7 ạ. Mã số 7 thì em có cái loại này đây, RXR, đường kính 0.28mm, tải cá 7,9kg nha. Mỗi một cuộn là 100m thì em ghép combo 2 cuộn lại với nhau là 200m nha.
Cái loại này thì nó đến từ hãng Bassa và nó có tem chống hàng giả cho mình luôn. Cái này nó có cái màu nâu sẫm nha mấy anh, cái màu nâu sẫm nhìn rất là sáng bóng cho mình luôn ha. Đấy, dẻo dai cho mình luôn nha. Mã số 7 em bán với giá là 120k cho cái loại này nhé. Mã 7 120k, đường kính 0.28mm tại cá 7.9 nha. Mã 7 120k. Mã số 8 thì em có cước Mỹ đến từ hãng Bassa luôn, American Fit nha. Đấy, cái loại này thì đường kính là 0.45mm tại cá 21-22kg cho mình luôn nha mấy anh. Loại này để câu cá tra sông hồ dịch vụ đều được luôn ạ. Một cuộn là 130m thì em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 260m nha. 260m à. Nó có cái màu nâu đỏ nha, sợi cước rất là chắc chắn, cái loại cước này phản hồi rất là tốt nha mấy anh. Để mã số 8. Tổng thể là 260m dây nha, em bán với giá là 130k cho loại này nhá. 130k, 260m dây hai hộp như này nha mấy anh. Mã số 9 thì em có dù IGK hàng nội địa Nhật nha, Made in Japan rõ ràng đầy đủ cho mình luôn ha, khỏi phải sợ hàng trôi nổi nha mấy anh. Đấy, cái dù này theo công nghệ X8 nha, bền 8 sợi dây lại với nhau nên rất là chắc chắn nha, sợi rất là to. Dù số 9 này tương đương với đường kính là 0.55mm cho mình luôn nha. Mỗi một cuộn như này là 100m nè, thì em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 200m, em bán với giá là 100k. Mã số 9 100k cho 200m dây dù này nha mấy anh, mã 9 ạ, 100k. Em hết phụ kiện rồi, em qua máy đây ạ. À, con máy mã số 1 thì em gửi đến mấy anh đó là một con máy gôn 4.000 nha, xây thực 3.000 ạ. À, cái form nó rất là nhỏ gọn nha, đường kính 0.2, vào cước 0.2 là được 240m à, 0.25 200 và 0.37 là 100m nha. Cối là hợp kim, thân là carbon luôn, mô bên sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà con nha, cần gạt con lăn đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình nha. Máy hoạt động ok nè, nhẹ nhàng luôn, đảo chiều chốt chặn ạ. À, không một tiếng sau lắp gì hết trơn nha mấy anh. Con máy mặt số 1, một con máy gôn 4.000 xây thực 3.000 ạ. À, em bán với giá là 219k cho con máy này nhá, 219k mã 1 ạ. À, mã số 2 thì em có một con máy này đây. Đây, con máy này xây thực tầm khoảng 2.000 cho mình nha. Ở trên máy cối thì nó sẽ để là thông số JBE nha mấy anh. Dây 0.8 thì được 110m nè, dây 1 chấm là được 80m nha. Cối hợp kim, thân là carbon cho mình luôn, radio 5 chấm nha mấy anh. Con này lua cũng rất là ok nè, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn. Máy chạy 4 bạc đạn luôn ạ, 4 bạc đạn nha. Ngoại hình tổng thể thì con tầm khoảng 80% nha. Mobit sóng, tiếng kêu lưỡi gà con ạ, cần gạt con lăn đây ạ. À, đổi tay qua trái phải đều được nha, đổi tay qua trái phải đều được. Máy chạy nhẹ tên này nha mấy anh, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng ạ. À, máy chạy 4 bạc đạn im mượt nha, thắng này như thắng EVS nha. Con máy mã số 2 ạ. À, em bán với giá là 220k, mã 2220 ạ. À, số 3 thì em có một con máy power pin nha. Con này thì xây thực 3.000 nha mấy anh, xây thực 3.000, có nhựa, thân carbon và tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh nha. Máy chạy 1 bạc đạn và radio 5.2 cho mình luôn. Đấy, con này vào cước 0.25 là được 245m, à, 0.3 là được 170 và 0.35 là 125 nha. Mô bên sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà con ha, cần gẹp con lăn đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đi ạ. À, máy chạy nhẹ nhàng cho mình nha. Ngoại hình tổng thể thì có bị trầy xước sơ nha mấy anh, trầy xước theo thời gian ha, nhưng không đáng kể đâu ạ. À, con máy mã số 3 hoạt động tốt, xây thực 3.000, em bán với giá là 110k nha mấy anh, 110k mã số 3, 110. Mã số 4 ạ. À, số 4 thì em có con máy này đây. Con máy này xây thực tầm khoảng 2.000 nha, và máy chạy bạc đạn cho mình luôn nha mấy anh, chạy bạc đạn. Con này radio là 5.2 luôn, vào cước số 2 là được 180, cước số 3 130 và cước số 4 là 90m nha. Mô bên sóng, tiếng kêu lưỡi gà con và cối nhựa, thân carbon cho mình nha. Con lăn, con lăn có gì vệ sinh lại cho mình nha mấy anh, đổi tay quay trái phải đều được ạ. À, hoạt động máy đây, máy chạy nhẹ nhàng nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À, con máy mã số 4 hoạt động tốt và em bán với giá là 150k cho con máy này nha. Mã số 4 150, mã 4 ạ. À, mã số 5, số 5 thì em có một con máy này đây ạ. À, đây Zero One nha mấy anh, con này radio 5.2 nha, lua cũng khá là ok cho mình luôn nè. Vào cước số 2 là được 180m, cước số 320 và cước số 4 là 80m nha. Xây thực tầm khoảng 1.500 cho tới 2.000 nha, 1.500 2.000. Cái cối đây, cối còn rất là mới nha mấy anh. Đấy, em không có vào cước để cho mình xem cái cối nha. Mô bên sóng, tiếng kêu lưỡi gà con ạ, à, cần gạt con lăn. Con máy này cũng chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh, chạy 2 bạc đạn ạ. À, đây, máy chạy 2 bạc đạn nha.
đổi tay qua trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây ạ, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn. Thắng này như thắng EBS nha nha. Mã số 5 hoạt động tốt, em bán với giá là 220k cho con máy này nha. 220k mã 5. Mã số 6 ạ. Mã số 6 thì em có một con máy Olympic VX800B nha. Đấy, con máy này xây thực 3000 nha mấy anh. Con máy này rất là bền nha. Đấy, full carbon kháng mặn rất là tốt cho mình luôn ạ. Vào cước số 3 là được 150m, cước số 4 100 và cước số 5 là 80m nha. Đấy, máy chạy bạc đạn cho mình luôn. Hoạt động máy đây ạ. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha mấy anh. Đảo chiều, chốt chặn ạ. Đa số mấy con này rất là khỏe nha mấy anh. Tải khỏe mà bền nữa, cần quẹt. Con lăn đều sáng trưng hết cho mình luôn nha. Môn sống luôn nè, tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Mã số 6 hoạt động tốt, em bán với giá là 150k cho con máy này nhá. Xây thực 3000 nha mấy anh, 3000 mã 6. Mã số 7. Số 7 thì em có một con máy Gold 7000. Đấy, cõi hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Mô bin sống, tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Ratio tận 5.2 nha. Vào cứ 0.35 là được 300m, đạt 0.4 240 và 0.45 là 190 nha. Mô bin sống, tiếng kêu lưỡi gà còn, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha mấy anh, máy chạy nhẹ nhàng. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ luôn cho mình ạ. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Con máy mã số 7 hoạt động tốt và em bán với giá là 290k cho con máy này nhé. 290k mã 7, 290 ạ. À, nãy em còn sót hai cái mẫu lưỡi nha, em lên luôn cho mình luôn nha mấy anh. Đấy, cái này là lưỡi câu bóng đục nha mấy anh, lưỡi câu bóng đục nha. Một combo gồm 6 gói và mỗi gói là 12 lưỡi nha, mỗi gói 12 lưỡi cho mình luôn. Đây này là nãy là em có thẻo bóng đục, còn cái này là lưỡi câu bóng đục lẻ nha mấy anh, lưỡi câu bóng đục lẻ 6 dĩ, mỗi dĩ 12 lưỡi. Đây, em lên cho mình nhìn cái mẫu này luôn nha. 6 dĩ, mỗi dĩ 12 lưỡi nha mấy anh. Cái lưỡi nó như này nha. Bề ngang của nó tầm khoảng là 1 ô ly tập và bề dài của nó tầm khoảng là 2 ô rưỡi nha, 2 ô rưỡi. Cái đầu nó là đầu tán dẹp và vẫn có ngạnh sắc bén luôn nha mấy anh. Đầu tán dẹp này. Và có ngạnh sắc bén cho mình luôn nha, ngạnh sắc bén. Combo mã số 8 em bán với giá là 89k cho cái combo này nha. 6 dĩ, mỗi dĩ 12 lưỡi nha. Đây, 6 dĩ, mỗi dĩ 12 lưỡi. Lưỡi câu cá bóng đục nha mấy anh, lưỡi câu bóng đục. Còn cái này mã số 9 thì này là lưỡi câu đài nha mấy anh. Đấy, lưỡi này Japan Gamma nha mấy anh. Một combo là 10 lưỡi, mỗi lưỡi là 1 dĩ nha. 10 1 dĩ 10 lưỡi nha mấy anh. Và cái này tổng thể là 5 dĩ. 5 dĩ thì tổng thể là 50 lưỡi nha, 50 lưỡi. Đấy. Cái này là lưỡi câu đài nha mấy anh. Đơn đài rô chép cho mình luôn nha. Đấy. Lưỡi màu đen nha mấy anh. Bề ngang của nó tầm khoảng là 1 ô ly tập và bề dài của nó là 2 ô nha. Lưỡi có đầu tán dẹp và có ngạnh sắc bén cho mình luôn. Đầu tán dẹp và ngạnh sắc bén ạ. Đấy. Lưỡi câu đơn đài rô chép cho mình luôn nha mấy anh. Khá là ok, lưỡi có ngạnh sắc bén luôn. 5 dĩ, mỗi dĩ 10 lưỡi, tổng thể là 50 lưỡi nha. Cái combo mã số 9 này ạ, lưỡi Japan Gamma nha mấy anh. Đây, để câu đơn đài rô chép cho mình ha. Em bán với giá là 199k nha. Mã số 9, 99k cho cái combo này ạ. Mã 9, 99k. Mã 9 ạ. Rồi em hết phụ kiện máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến mấy anh, đó là một cây cần rút mini nha. Cần rút mini. Cây này nó có trọng lượng là 170g và ngọn 1.2 nha mấy anh. Vàng khoen bách hãng ha. Khoen loại sứ còn đẹp khen hết cho mình luôn nè. Màu phôi thì sáng bóng luôn nha. Cây này nó có chiều dài là 2m4 nha mấy anh, chiều dài 2m4. Thu gọn tầm khoảng là 42cm cho mình luôn ạ. Đấy, lu mồi tầm khoảng là 7 cho tới 25g và tại cá tầm khoảng là 15 cho tới 30lb cho mình luôn nha. 15 cho tới 30lb nha, rất là ok. Đấy. Tổng thể cây cần thì còn rất là đẹp nha. Tầm khoảng độ mới hơn 93% nha, 93%. Đấy. Thu gọn 42cm ạ, em ra cần cho mình xem luôn nha. Đấy, màu phôi thì còn sáng bóng nè, đẹp keng hết à. Phôi carbon xoắn vân nha. Sờ vào cảm nhận được cái độ xoắn của cần luôn nha mấy anh. Đấy. Ngọn 1 ly 2 và trọng lượng của cây cần này là 170g cho mình luôn ạ. À. Chiều dài 2m4 ạ, 2m4 nha. Cây này cứng cao nha mấy anh, cứng rất là cao luôn.
cây cần mã số 1 và em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé. Mã số 1 550k, mã 1 ạ. Mã 1. Chiều dài 2m4 ạ. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tai nha, cây cần tai đến từ hãng Harmon, hàng Korea xuất Nhật ạ. Cây cần này nó có trọng lượng là 200g và ngọn 0.9 ly ạ, cứng tầm khoảng 4-5H cho mình luôn. Cứng tầm khoảng 4-5H ạ. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cần này ra thẳng không bị võng nha mấy anh. Vừa các con xoắn đẹp keng cho mình nha. Đấy, lóng đầu thì không xoắn, lóng thứ bắt đầu xoắn từ lóng thứ hai nha mấy anh. Xoắn lóng thứ hai. Vừa sáng bóng nha. Cây này thì độ mới cao không lỗi lầm nha, không một vết trầy xước gì đâu ạ. Nhận hàng được kiểm tra hàng nên là mấy anh cứ yên tâm nha. Cây cần mã số 2, một cây cần Harmon chiều dài 5m4 ạ, cứng 4-5H. Em bán mã số 2 ạ, em bán với giá là 370k nha mấy anh. Mã số 2 370. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tai gian nha. Đấy, cây này thì nó có cái màu phôi đẹp keng cho mình nha mấy anh. Trọng lượng 237g và ngọn 0.8 ly ạ. Độ cứng tầm khoảng 4-5H cho mình luôn. Chiều dài 5m7 nha mấy anh, 5m7. Em ra cần cho mình xem luôn nha. Ngọn cần ra đẹp keng cho mình luôn nè. Phôi carbon xoắn ạ. Sáng bóng cho mình luôn. Ngoại hình tổng thể thì còn đẹp keng nha mấy anh, tổng thể còn đẹp, độ mới cũng còn cao luôn, có một vài vết xước lông mèo theo thời gian thôi nhưng không đáng kể ạ. Cây cần mã số 3, một cây cần tai gian là chiều dài 5m7, cứng 4-5H. Em bán với giá là 320k cho mình nhé. 320k, mã 3, mã số 3 nha, 320. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tai lóng ngắn nha. Cây này thì chiều dài 6m3 nè, trọng lượng 249g và ngọn 1 ly nha. Anh nào thích con ngọn to cây này khá ok. Cứng tầm khoảng 4-5H cho mình luôn, cứng 4-5H ạ. À. Đây, ngọn to cho mình luôn nha. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cây này phôi cũng khá là cứng cáp cho mình luôn nha mấy anh. Cứng tầm 4-5H luôn. Ngọn to, ngọn 1 ly cho mình luôn ha. Cây cần mã số 4, một cây cần tai chiều dài 6m3, em bán với giá là 568k cho cây cần này nhé. Mã số 4 568k, mã 4 ạ, 568. Mã số 5 thì em có một cây cần lua nha. Cây này nó có chiều dài là 1m68 nha mấy anh, cứng ML, tải mồi tầm khoảng là 2-12g luôn nè. Cây này phôi phíp trắng nha, phôi phíp trắng nó có cái màu vàng nha mấy anh. Và cái bát của nó có phủ màu vàng gold luôn, đẹp keng cho mình ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 98g và ngọn 2 ly cho mình nha. Vàng khoen là khoen kim loại nha mấy anh, vàng khoen kim loại. Ngọn 2 ly trọng lượng là 98g ạ, 98g. Cứng ML, chiều dài 1m68 cho mình luôn, tay cầm cán gỗ bần, đẹp keng cho mình ha. Tay cầm cán gỗ bần luôn nè. Đấy. Bát màu vàng gold luôn nha, 4 khúc nha mấy anh, rất là gọn gàng ha, bỏ ba lô, cốp xe, vali, túi xách nha. Nãy mình đi mấy quán ăn mà có hồ dịch vụ mini tại quán mình đem theo nó cũng gọn gàng nữa nha mấy anh. Cây cần mã số 5 em bán với giá là 350k nha. Mã số 5 350k. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một cây cần câu fly nha mấy anh. Fly câu suối câu mưa nha. Đấy. Cái này thì chiều dài của nó là 2m28 nha. Cứng thân 3 thân 4 cho mình nha. Cứng thân 3 thân 4. Cây này nó có trọng lượng là 55g và ngọn là 1.6 ly nha. Cây này nó có độ thu gọn là 62 cm. Cây này để câu mương câu suối nha mấy anh, câu fly nha. Đấy, khoen là khoen kim loại cho mình luôn ha, khá là chắc chắn. Và phôi là phôi carbon xoắn đẹp keng cho mình nha, phôi carbon xoắn đẹp keng sáng bóng luôn nè. Cây này độ mới còn cao nha mấy anh. Chiều dài 2m28 ạ, Evidence Caster nha. Cứng thân 3 thân 4 cho mình luôn. Vàng khoen đây, màu phôi sáng bóng. Và cây này có tay cầm cán gỗ bần, và cái cán gỗ này nó còn một cái lớp bọc nè, nên nó còn mới keng rồi nha mấy anh, còn mới keng à. Đấy. Cây cần mã số 6 ạ, em bán với giá là 650k cho cây cần này nha. Mã số 6 650k, mã 6. Thân rất là gọn nhẹ nha mấy anh, thu gọn chỉ có 62 cm thôi. Đấy. 62 cm. Đi du lịch dã ngoại có mương có suối đâu đó mình đem theo mình câu cho nó gọn gàng nha mấy anh. Mã số 7 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lua UL đến từ hãng Daiko nha. Phôi nè, vàng khoen Fuji loại xứ xám mà bo tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn. Phôi carbon xoắn toàn thân đẹp keng. Cây này nó có trọng lượng là 46g và ngọn của nó là 1.2 nha, 1.2, 1.2 ha. Màu phôi đẹp keng sáng bóng mà. Đấy, UL nha.
Cây này nó có cái độ tải mồi là 0.8 đến 3 gram nha, tải cá từ 1-2 kg nha mấy anh, 1-2 kg nha. Anh nào kỹ năng cao thì câu được nhiều hơn vậy nữa nha mấy anh. Một cây cần đến từ hãng Daiko nha. Đấy, đẹp keng à. Tay cầm thì cán gỗ bằng cho mình luôn. Cây này nó còn cái túi nha mấy anh, nó còn cái túi này nha. Đấy, cái túi đi. Đây, nhà cái bát nó là bát chạy nha mấy anh, bát chạy. Bát cũng đẹp cho mình luôn ha. Quá xuất sắc cho cây cần này. Một cây cần UL đến từ hãng Daiko nha, hãng lớn. Tem vàng còn đầy đủ nha mấy anh, ngọn 1 ly 2, trọng lượng chỉ có 46 g, rất là gọn nhẹ cho mình luôn ha. Anh nào thích câu cảm giác cây này khá là ok luôn. Cây cần mã số 24, mã số 7 là một cây cần UL nha, vàng khoan đẹp keng hết cho mình luôn nha mấy anh. Đấy, không có bị rỉ một cái khoan nào luôn ạ. À. Độ mới cao lắm luôn nha mấy anh, độ mới cao. Cây cần mã số 7 ạ, một cây cần UL. Đấy, em bán với giá là 1.350.000 cho cây cần này nhé. 1.350.000 cho cây cần UL này, mã 7. Mã số 8 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần lưu máy đứng nha. Cây này nó có chiều dài là 1m8 nha, tay cầm thì cán gỗ bằng cho mình luôn. Trọng lượng là 104g và ngọn 1.6 ly, cứng ML cho mình luôn nha, cứng ML, foil là foil carbon xoắn cho mình luôn ha. Đây, vàng khoan đây. Vàng khoan Fuji loại sứ nha mấy anh, là vàng khoan Fuji loại sứ đen. Ngọn 1 ly 6 ạ, ngọn 1 ly 6 cho mình luôn. Đấy, cây này độ mới còn tầm khoảng 80% nha mấy anh, 80%. Cái cần mã số 8, một cây cần lua máy đứng cứng ML ạ. À. Chiều dài 1m8 nha, em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé. Vàng khoan Fuji loại sứ đen cho mình luôn ạ. À. Mã số 9. Mã số 9 thì em có một cây này đây ạ. À. Cây này chiều dài 1m8 cứng ML cho mình luôn. Cứng ML ha. Cây này nó có trọng lượng là 111g và ngọn 1.9 ly nha, ngọn 1.9 ly. Cái này khoen bách hãng nha mấy anh, khoen bách hãng. Độ mới của cây cần này còn tầm khoảng là 85% nha, 85%. Phôi carbon xoắn đẹp keng cho mình luôn nha. Một cây cần lua mã số 9 ạ, một cây cần lua mã số 9, phôi carbon xoắn chiều dài 1m8 cứng ML. Tay cầm cán gỗ bần, nhờ cái cán gỗ vẫn còn lớp bọc luôn nha. Em bán với giá là 600k cho cây cần này nha, mã số 9 600k, mã 9 ạ, mã 9. Mã số 10 thì em có một cây cần lua chiều dài 2m7 cứng M nha mấy anh, cứng M. Cái màu phôi sáng bóng đẹp keng cho mình luôn nha, phôi dạng carbon nhám nha mấy anh, một cây bay so nha. Đây. Cây này còn tem đầy đủ hết cho mình nha, bát Fuji, vàng khoen Fuji loại sứ thôi. Cây này nó có trọng lượng là 177g và ngọn 2 ly nha, 177g ngọn 2 ly. Phôi carbon nhám nha mấy anh, phôi carbon nhám. Cây này là khoen hãng nha mấy anh, bát là bát Fuji nha, khoen hãng bát Fuji. Và cái khoen của nó hơi bị oxy quá muối biển nha mấy anh, bị oxy quá muối biển, về vệ sinh lại là ok ha. Đấy. Trọng lượng 177g và ngọn 2 ly, chiều dài 2m7 cứng M nha, cứng M. Cái cần mã số 10, một cây cần lua à. Đấy, một cây cần lua đứng nha. Tay cầm cán mút cho mình luôn nè. Bát là bát Fuji, bát vặn cho mình luôn ha. Em bán với giá là 630k cho cây cần này nhé. 630k cho cây cần này ạ. À. Mã 10. Mã 11 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần Yamaga Blend hàng nội địa Nhật nha. Đấy, cây này phôi carbon xoắn ít 2 da đẹp keng toàn thân luôn nha mấy anh, sáng bóng luôn nè. Đấy. Cây này vàng khoen tất cả đều là khoen Fuji nha, Fuji loại sứ xích chân gòn, loại xích chân gòn. Cây này đánh nháy thật được nha mấy anh, độ mồi tải mồi lên tới 60g ha, 30 cho tới 60g. Ngọn 2 ly 3 và trọng lượng của cây cần này là 203g nha, 203g. Phôi carbon xoắn đẹp keng à, vàng khoen Fuji loại sứ xích chân gòn. Cây này đi đánh sân hàng nha, lưu ghềnh, lưu biển, nhái thật đều được hết luôn nha mấy anh. Chiều dài 3m cứng MH nha, chiều dài 3m cứng MH, tải mồi từ 30 cho tới 60g cho mình luôn nè. Tay cầm nè, cán gỗ bằng và cái bát có in chữ Yamaga đẹp keng cho mình luôn nha, C14 cộng cho mình luôn ạ. Tay cầm cán mút đây, phôi các con xoắn đẹp keng. Cây cần mã số 11 ạ, để chiều dài 3m cứng MH nha, em bán với giá là 1.650k cho cây cần này ạ. 1.650.000 mã 10
11 ạ, mã 11 1.650. Mã 12 thì em gửi đến anh đó là một cây cần máy ngang nha, chiều dài 1m8, một cây cần silat nha. Cây này nó có độ tải mồi là 8 tới 25 g, tải cá từ 4 cho tới 7 kg nha, phôi carbon nè. Carbon nhám nha mấy anh. Ngọn 2 ly 3 và trọng lượng 115 g. Vàng khoen Bách Hãn nha mấy anh, vàng khoen Bách Hãn. Cái bát nó có in cái màu viền nha, viền vàng nha mấy anh, viền vàng. Còn đẹp keng nha. Đấy. Cái cần mã số 12, một cây cần lưu máy ngang nha, chiều dài 1m8 ạ. À. Em bán với giá là 190k cho mình chơi tham khảo cái mẫu này nha. 190k thôi ạ, à, mã số 12. Mã số 13 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lưu đến từ hãng IK nha. Đến từ hãng IK. Cây này nó còn tem vàng đầy đủ nha mấy anh. Cây này chiều dài 1m98 ạ, à, cứng MH medium heavy. Tải cá 5-10kg và tải mồi từ 12 cho tới 26g. Cây này phôi carbon xoắn nè, xoắn X2 da đẹp keng, cầm khá là chắc tay. Ngọn 2 ly và trọng lượng 153g. Ngọn 2 ly trọng lượng 153g ạ. À. Màu phôi sáng bóng luôn ạ. À. Bát đây ạ. À. Cây cần lua máy ngang nha. Chiều dài 1m98, cứng MH. Em bán với giá là 750k cho cây cần này nha. Đấy, hôm nay đầu tuần, hôm nay qua lễ rồi em sale cây này nha mấy anh. Bao ship cho mình cây này nha. 750k bao ship cho cây này ạ, à, mã số 13 nha. Chiều dài 1m98, cứng MH nha mấy anh. Phôi cứng cáp cho mình luôn nha. Riêng cây này em bao ship nha mấy anh. Cây cần mã số 14 thì em cũng có một cây cần lua máy ngang nha, đến từ hãng Shimano, tay cầm dạng cán bóng chày đẹp keng cho mình luôn nha. Đấy. Cán gỗ vần luôn nè. Chiều dài là 2m49 nha. Độ cứng thực tế là cứng mờ nha, cứng mờ. Tải mồi từ 70 cho tới 30 g nha, 70 cho tới 30 g. Tải cá từ 3 cho tới 6 kg luôn. Phôi carbon xoắn hai da cho mình luôn ha. Ngọn 2 ly và trọng lượng của cây cần này là 105. À cái này ngọn 1 ly 7 nha mấy anh, trọng lượng 153g. Vàng khoen Fuji loại xứ đen nha, vàng khoen Fuji loại xứ đen. Đấy, một cây cần máy ngang chiều dài 2m49 nè, đến từ hãng Shimano Edpride nha. Độ cứng mờ nha mấy anh, cứng mờ. Em bán với giá là 750k cho cây cần này nhá, mã số 14 750k. Mã 14 750. Mã 15. 15 thì em có một cây cần Hechi nha, đến từ hãng Alpha Seco. Cây này chiều dài của nó là 2m1 và cái ngọn này cứng tầm khoảng là cứng 10 nha mấy anh, cứng 10. Cây này nó có trọng lượng 142g và ngọn 0.8 ly nha. Ngọn 0.8 ly ạ. À. Vàng khoen loại xứ phát quang cho mình luôn, vàng khoen loại xứ phát quang. Phôi carbon xoắn nha. Xoắn đẹp keng cho mình nè. Đấy. Cái bát đây ạ, à, bát Fuji bắt gặp FX6 cho mình luôn. Bát Fuji bắt gặp FX6 cho mình luôn nha mấy anh, bát Fuji bắt gặp FX6. Ngoại hình tổng thể cái con tầm khoảng 80% nha, 80%. Cây cần mã số 15, một cây cần Hechi nha, đến từ hãng Alpha Seco, chiều dài 2m1, cứng 10 ạ. À. Ngọn là 0.8 ly, em bán với giá là cây cần này là 390k nha mấy anh, 390k mã 15. Mã 16 thì em có một cây cần Hechi chiều dài 1m5, cứng 10 nha. Đấy, phôi carbon xoắn đẹp keng cho mình ha. Vàng khoen Fuji loại xứ xám mà, cây này nó có trọng lượng là 113g và ngọn 1 ly nha, ngọn rất là dẻo nha mấy anh, ngọn dẻo cho mình luôn ha. Tem vàng còn đầy đủ ha, đến từ hãng Suzumi cho mình luôn nha, chính hãng Suzumi. Bát Fuji bát gặp FX6 cho mình luôn ạ, à, bát gặp FX6. Tay cầm đây. Cây cần mã số 16, một cây cần Hechi chiều dài 1m5, cứng 10 nha. Em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé, 550k mã 16. Mã 17. 17 thì em có một cây cần Hechi chiều dài 1m8 nha, bát Fuji bát gặp FX6 cho mình luôn ạ. À. Phôi carbon giả trúc nha mấy anh, phôi carbon giả trúc. Đấy. Cây này cứng tầm khoảng là 15-20 nha anh, cứng tầm khoảng 15-20, tem vàng còn đầy đủ nha. Trọng lượng 140g và ngọn 1.5 ly nha, ngọn 1.5 ly cho mình luôn. Đấy. Vàng khoen Fuji loại xứ xám mà. Cây cần mã số 17 ạ, một cây cần Hechi chiều dài 1m8, cứng tầm khoảng 15-20 nha. Đấy, giả trúc cho mình luôn ha. Em bán với giá là 550k cho cây cần này ạ, mã 17 550 ạ. Mã 18. 18 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Trophy chiều dài 1m8 nha. Cây này cứng tầm khoảng 50-80, tải mồi từ 70 cho tới 100g. Cây này câu ngâm lăn xê nha, câu cá tra sông đều được luôn nha mấy anh.
ngọn 3 ly 4 và trọng lượng 199g cho cây cày ạ. Cây này nó có dàn khoen là loại sứ phát quang cho mình luôn ha, loại sứ phát quang. Đấy, tay cầm dạng cán mút êm ái cho mình luôn nè. Đấy, dạng cán mút nha. Bát nào dàn khoen bát hãng, bát là bát vặn nha mấy anh. Cây cần mã số 18, một cây cần trophy chiều dài 1m8 ạ. À. Em bán với giá là 160k cho cây cần này nó. Cho mình đi câu xong nha mấy anh. 160k đây ạ, à, mã số 18. Mã số 19 thì em có một cây Toro chiều dài 2m1, cứng tầm khoảng 50-80 luôn. Dùng để câu ngâm lăn xê nha mấy anh, câu cá tra sông, hồ dịch vụ thì được ha. Cây này nó có cái ngọn là 3 ly 4 và trọng lượng là 196g nha. Dàn khoen thiết kế dàn khoen nòng súng chịu được tốt cho mình luôn ha. Cây này nó có cái màu xanh ngọc nha mấy anh, màu xanh ngọc. Tay cầm thì cán mút cho mình luôn ha. Đây, bát đây ạ. À. Phía cuối có một cái khoen cục dây bảo hộ nữa nha mấy anh. Đây, một khoen cục dây bảo hộ. Cây cần mã số 19, một cây Kuro chiều dài 2m1 nha. Đây, em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé, 250k mã 19 ạ. Mã 20. Mã 20 thì em có một cây Win Dragon chiều dài 2m1 luôn. Cây này độ cứng là 60 chứ mới tới 100 nha. Câu ngâm lăn xê đến cá tra sông, hồ dịch vụ đi câu biển đâu được hết luôn ạ. Ngọn 4 ly và trọng lượng của cây cần này là 196g nha, phôi carbon sẵn nè. Và dàn khoen ba chân nha mấy anh, khoen ba chân. Thấy nhỏ nhỏ rồi thôi chứ chịu lực rất là tốt nha. Và cái sợi đây, và cái khoen của nó nha, rất là dày, rất là chắc chắn cho mình luôn nha. Đấy. Tay cầm dạng cán mút nè. Bắt hãng bắt vặn cho mình luôn, có một cái khoen cục dây bảo hộ khúc cuối nha. Màu phôi sáng bóng đẹp ken nha mấy anh. Đấy. Cái cần mã số 20, một cây cần Win chiều dài 2m1 ạ. Em bán với giá là 350k cho cây cần này ạ, 350k. Mã số 21 thì em có một cái cán vợt nha mấy anh. Cán vợt này chiều dài 1m8 nha, gen là gen 8 nha. Đấy, nó có kèm theo mặt vợt luôn nha mấy anh, kèm theo mặt vợt. Đấy. Nếu như mà tụi anh lấy cán vợt không á thì nó là 250k. Và kèm theo mặt vợt nữa tổng thể là 300k cho cái này nha mấy anh. Đấy. Mặt vợt còn mới nha, mới kia nha, gen 8 nha mấy anh, gen 8. Trọng lượng 180g nha. Cây này chiều dài 1m8 nè. Phôi còn sáng bóng nha. Đấy mấy. Em chỉ bán lẻ cán vợt thôi nha, còn mà kèm theo mặt vợt nữa thì chung, còn chứ không bán lẻ mặt vợt nha mấy anh, không bán lẻ mặt vợt, chỉ bán lẻ cán vợt thôi. Đấy. Cái cần mà cán vợt mã số 21 à, chiều dài 1m8 nha, em bán với giá là 250k, kèm theo mặt vợt nữa là 300k nha mấy anh, 250k cho cái cán vợt. Mã số 22 cũng là một cái cán vợt phôi fit nha, phôi fit, cây này nó có chiều dài là 1m8 cho mình luôn, 1m8. Ngoại hình tổng thể bên ngoài thì còn tầm khoảng là 90% nha. Có một vài vết trầy xước theo thời gian thôi. Một vài vết trầy xước theo thời gian ha. Đấy, em ra cần cho. Em ra cho mình xem luôn nhé. Đây, cái phôi đây ha. Bị trầy xước dâm nha mấy anh. Trầy xước dâm. Chiều dài 1m8 nha. Xen 8 cho mình luôn. Đấy, xen 8. 250k. Kèm theo mặt vợt là 300. Mã số 23. 23 thì em có một cái cây này chiều dài là 1m8 luôn nha, 1m8 luôn. Đấy, chiều dài thực tế là 1m8 ha. Nó có cái màu tím ombre với màu trắng nha, trắng sữa. Đấy, tay cầm dạng quấn chỉ nha mấy anh, quấn chỉ rất là chắc chắn cho mình luôn ha. Đây, cái này là gen 8 luôn nha mấy anh, kèm theo mặt vợt được nha, kèm theo mặt vợt được. Đấy, mã số 23 một cái cán vợt fit nha, chiều dài 1m8 mà em bán với giá là 250k nha. 250k. Kèm theo mặt vợt nữa là 300 nha mấy anh. Rồi, mã số 24 thì em có một cái cán vợt phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, phôi carbon xoắn. Chiều dài thực tế của cái cán này là 3m9 nha, trọng lượng 356g cho mình. Và cái này là gen 10 nha mấy anh, gen 10. Cái này gen 10 nha. Đấy, màu phôi sáng bóng cho mình luôn ha. Gen 10. Trọng lượng 356g và chiều dài thực tế của nó là 3m9 nha. Mã số 24 ạ. À. Đấy, phôi carbon sẵn cho mình luôn, sẵn đẹp khen ha, sáng bóng cho mình luôn ạ. À, mấy cây hàng bãi này về ha, nó màu phôi sáng bóng đẹp khen cho mình nha mấy anh. Cán vợt mã số 24 em bán với giá là 390k cho cái cán vợt này nhá. Chiều dài thực tế là 3m9 nha, nếu cộng thêm mặt vợt thì nó sẽ ra 4m5 nha mấy anh, 4m5. Đấy, mã 24 390k. Mã 25 thì em có một cái cán vợt này đây, cán vợt này chiều dài thực tế là 4m7, trọng lượng 542g, 42g nha, phôi carbon này. Đó. Cái này cũng là gen 10 cho mình luôn nha mấy anh, gen 10.
Cái này độ mới của nó con tâm khoảng là 80% nha, 80%. Cái lóng bên trong thì nó đẹp và cái vòi hình thực tế thì nó hơi xấu xíu do nó bị trầy xước nha mấy anh, trầy xước theo thời gian ha. Đấy. Chiều dài thực tế của cây cần này là 4m7 nha. Mã số 25 em bán với giá là 380k cho cây cần này, 380k cho cái cán vợt này nha, 4m7. Mã 26 thì em có một cái cán vợt chiều dài thực tế là 5m8 nha, trọng lượng là 693g ạ, 693g. Đấy, cây này to nha mấy anh. Cây này nó có trọng lượng là 693g ạ. Đấy. Phôi này cũng còn khá là ok cho mình luôn nha. Phôi carbon xoắn luôn nha mấy anh, xoắn nè, đẹp can cho mình ha. Cái cán vợt mã số 26, một cán vợt carbon nha, gen 10. Chiều dài thực tế của cái cán này là 5m8 nha, em bán với giá là 450k cho cái cán này nè. 450k. Mã số 26 ạ. Đấy. Ba cây phíp thì nó có kèm theo mặt vợt được nha mấy anh, tại nó cùng gen 8, còn hai cây kia thì gen 10 thì em chưa có mặt vợt gen 10 nha. Dạ rồi, video của em kết thúc tại đây nha mấy anh. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi, nhiều cá, hẹn các anh ở video tiếp theo chào các anh.